Dạ, xin mến chào quý bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi thu phục một ít cá nha cả nhà ơi. Thì được hôm mới bữa mà dông bão bão tố, cả nhà mình thu phục được hơn gần 20 con cá sặc á. Tính đem về ăn mà Út thấy ngon, Út nấu anh chua hết trơn rồi nên chưa được ăn nữa. Hôm nay mình sẽ quyết tâm là đi thu phục thêm một mớ nữa nha. Bây giờ cả nhà cùng đi theo Hằng nha. Bây Camen chơi bữa nãy là Camen nói lại đằng kia rõ ràng luôn, xong mình xách cái hùng lại đằng kia, cái bảo mình lại đằng này, thật là quá đáng. Ôi nước hôm nay nhiều hơn hôm trước nữa. Trời ơi, bữa nay ốc nhiều lắm luôn đó quý một cô chú. Nhưng ốc nhỏ nhỏ thôi. Ôi, cá lóc kìa anh. Dạ, em này sẽ lớn. Em lớn, em sẽ chui vô hang. Bây giờ cái nhà xuống với Hằng nha, sao mà lạnh như vậy ta. Lạnh quá, lạnh lạnh quá mọi người ơi. Trời ơi, buổi sáng lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, nước sâu như vậy ta. Mọi người ơi, nước hôm nay sâu hơn hôm bữa luôn á. Chắc là do hai trận mưa bão á nên nước nó sâu quá. Quýu quýu. Nhưng sao mà ngộ vậy ta? Hôm bữa chị mưa vậy, xuống không lạnh mà. Thấy rồi nha. Để mình đậy cái nắp lại cái. Cái thích rồi đó nha. Ôi, ôi, ở đây con mũi nè. Nhưng mà nó xỉu rồi. Đây, nó xỉu rồi. Nó do nó quậy quá nè. Hồi nãy mình đi cho khỏe tự nhiên đeo lên cái thùng gì. Rồi đạp mệt luôn. Thở dốc luôn á mọi người. Hồi sáng mẹ Hằng mua cá linh. Cá linh bữa nay ký 40.000 mắc cả nhà. Bữa nay mẹ mình mua cá linh nấu mắm. Cái vớn của Dượng Hai mình nó bị tặc, nó gạch hết trơn rồi nên là không có đi thăm được nữa. Dượng Hai đang sửa lại á, đang may, đang giá lại cả nhà. Mình đặt ở dưới sông cái bến của mình luôn mà người ta đi gạch hết trơn cái vớn và thêm cái 12 cái ngục của mình luôn nữa. Buồn ghê luôn. Hồi nãy lạnh, giờ hết lạnh đây nè. Giờ mở luôn nha. Trời ơi, mọi nhìn ốc nè, ốc nó đen. Ủa gì? Đó, ốc nó đeo quá trời luôn, ốc này cũng ăn được á. Cái con bự lên bắt được. Đó. Vỡ xuống lên cho em vỡ cái. Trời ơi, dễ thương như vậy.
tay lưới này im lắm luôn á mọi người. Cá nhỏ cá bự gì nó cũng dính vô hết trơn á. Cá đồng tông mà còn dính là cả nhà biết rồi đó. Đây. Xin chào cá nhỏ nhỏ không à. Ra bên giục mạnh bển nè. Cái này chắc mới vô. Ông ngoài đây. Ông ngoài đây sâu vậy ta. Nó chù cái mỏ nó hùng. Nhìn mắc cười quá à. Nhưng mà nó vô đường nào này trời. Này mình mở ngược. Nó vô ngược, nó vô mình nó quậy. Nó quậy sao mình đi ngược đầu luôn. Đây. Bữa nay chắc không bằng cái chặng mưa hôm bữa. Nhờ anh rồi, để coi anh rồi. Ôi ơi, nó mini dễ sợ luôn. Sao cá này nó trắng xác vậy ta? Nè mọi người, nó nhỏ quá rồi, sao cá này nó mỏi nhọn quá. Ở trong mương này toàn là cá sặc bớm thôi à. Còn mình biết cái chỗ kia có cá sặc điệp á. Nhưng mà nó lúng quá à, nên mình không có đi qua đó mình văng. Nó lúng lắm luôn á. Cái chỗ này là chỗ có người ta dành để chạy sạch nó quá mà cô chú. Kìa, em mới đâm đầu vô luôn kìa. Ôi, cá gì mượn quá. Rung rinh cái cây luôn. Tiếp theo là lại có sẵn thôi. Ủa con này bự quá nè anh ơi. Camera lên. Con này bự quá quý một cái chú. Con này nhìn y chang con cá heo luôn á. Ôi ơi nó bự kìa. Quay im, quay im, quay im mọi người, quay im mọi người ơi. Em đã đâm đầu vào. Ôi con này nó còn sống cái gì nè. Xíu rồi, xíu rồi. Trời nó bị gói rồi nè. Kìa 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 kìa. Đó, phía trước đó kìa mọi người.
Đây, nguyên một hàng luôn nè. Kể là nguyên một hàng luôn rồi chứ. Toàn là cá ngon không à. Nhưng mà mình thích ăn cái sạch muối chiên hơn. Ôi da. Đây. Ôi con này nó sắp nó dễ gớt luôn nè. Nãy quên đi lùa cá rồi cái. Quên lùa cá hả? Ừ. Anh phải lùa cá như cậu Năm rồi hồi đầu hổm á mọi người. Mọi người có coi clip mà có cậu Năm mình không? Mình cười đau bụng nó không có nói gì lên lời luôn á. Cái lưới của mình mà ông cậu á, ông cứ bay bay vô, không lặn vô cái lưới. Không lặn vô, bị mà cá sợ nó chưa vô cái lưới mọi người. Ủa, cái lưới này anh chăng lúc mấy giờ mà cá nó vô nó xỉu chân. Sớm à? Sớm, mấy 6 giờ. 6 giờ, ôi, nó có cá nó nhảy đó. Ê, 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 ở đây có. Rồi, cá gì biết không? Không biết. Ở đây nó dính cái gốc. Con cá nó kiến, nó vô. Trời ơi, sao mà nó dính kiểu này lạ vậy? Độc lạ Bình Dương luôn. Cá lô kiến siêu nhỏ nha. Ú ú không mà ha. Ở nhà có ai ăn cá cá nha. Ở nhà có ăn cá sạc không? Mình tặng cho một ít. Cha mẹ nó ảnh vô đó phát cho cá ra nó ra quẩn nó. Gì vậy? Trời ơi, đạp ngang cá tự miếng cây, thu con cá tới số rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái cục phi. Đạp chà 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 anh mình á. Ừ, tưởng đâu cái cây gì ủn nó tìm. Ơi anh, nhưng mà sao cái này mình không có thấy cá rô phi vô ha. Bị xịt hết rồi á. Chứ được hỏi mình văn cá rô phi nhiều lắm luôn á. Đóng trơn. Đóng trơn. Không mấy anh cầm ra lưới để em lặn giống cậu Năm. Lặn giống cậu Năm hôm bữa vậy là cá nó vô à. Đóng trơn luôn rồi mọi người ơi. Nhưng mà không sao đâu. Tay ở kia đem xuống nữa em. Còn hai tay lưới. À hôm bữa tháo rồi mà em quên em xuống cái tay lưới mới nữa. Ồ, hình như mới vô này. Hết tà lưới tới cây đó, hết tà lưới hả? Chút tà kia. Con này chắc mới vô nè, mạnh quá trời luôn nè. Cái này là cá linh hả? Không phải cá linh. Cá linh nó khác. Mỗi lần mà mình có gì là mình phải la lên lên đặng chuẩn bị tâm lý. Trời ơi nó vô nè, nó quắn cái mình của nó là không biết đường mà tháo luôn á. Ôi
Rớt ngay cái là bị la liền. Đây, cá này là cá sặc điệp nè cả nhà. Tại vì nó đen kêu cá sặc điệp hay sao mình cũng không biết. Đây dài lấy thôi. Ờ, bên này nó có cái lỗ vận. Cá này bự nha. Cái này bự lắm luôn á mọi người. Nó mới vô quá. Cái này là cá heo nè cả nhà. Mình mở con cá xong là nữa mà có mặn là cũng khỏi cần đánh dãy luôn. Đây con cá mới hết hồn. Cá mới vô. Từ rối luôn. Im. Dạ. Rồi nó vũ con cái nước đầy mặt rồi hết trơn. Ôi da. Rồi. Đấy kìa. Ai? Ủa, vô nào vậy? Lâu hả? Sao nãy giờ không gặp ta? Bây giờ được khổng cái đầu lần này mình dính được mấy con luôn. Mà như không có. Có cá rô. Xỉu hình. Tay thằng mới bị cái cá lô kiến ấy đau quá. Nên thằng nhờ anh Carmen đi cuốn với tháo cá giùm luôn rồi cả nhà ơi. Nãy cạnh cá lô kiến thằng mở ẩu quá. Cái nó trúng đau quá. Một em cá lô mề. Nó ngoài có đâu sâu đâu. Đây. Cá sặc mới vô hả? Mới vô, cá sặc mới vô, cá bự bự không à. Hôm nay cá ít thiệt nhưng mà cá hôm nay thì toàn là hàng đẹp, hàng VIP, hàng xuất sắc. Mấy mọi người thấy không chứ lên bờ đi mọi người. Đạp cái gì ta? Mình đang đạp cái gì ta? Ở nhà ơi, hàng đạp cái gì ta? Con vẹm. Ủa mọi người, thằng không ngờ được con vẹm thằng đẹp nè, thằng mới móc bằng cái chân lên nè. Đất không luôn nè. Ý, im quá vậy. Quá nào cái đem mà vẹm được nha. Im quá à. Nhưng mà có con mình thả lại luôn đi. Để mình quay thành quả cho mọi người coi nha. Cẩm hùng lội nãy giờ mò đó giờ. Lúc nó vô mà không hay luôn. Ồ cũng nhiều lắm nha. Đây nè. Đây men cho cả nhà coi. Ồ. Cá gấp 2, gấp 3 đồ hổm mình thăm luôn á. Đồ hổm mình dính á. Cũng bộn lắm luôn. Vô đây muối ăn dư sức rồi. Giờ đi lên thôi mọi người.